Cuối cùng thì mọi người cũng đã vào trong. Cố lên, hãy tiễn lão tiến sĩ già về địa phủ nhé. Ở đây thì mình cũng không tốt hơn là bao. Chúc các cậu may mắn, nhớ báo tin vui cho tụi tôi nhé. Cửa mở rồi, hãy hành động ngay lập tức. Mất kết nối rồi sao? Tín hiệu ở đây quá kém. Trở lại cuộc chiến thôi. Tiêu diệt hết chúng đi anh trai. Chúng, không còn thế giới này mới hòa bình. Tôi ước tôi có thể trở thành cái đầu của anh ấy. Nó quá mạnh. Những tên CKBD ở bên kia kìa anh trai. Hãy ngủm đi các tà tân. Vì các người mà tụi tao phải chiến đấu. Người nói ngược à thằng kia. Tụi tao mới là kẻ khổ sở này. Vì lũ bay mà rất nhiều đồng đội tao đã phải hy sinh. Thế thì ăn của ngư lôi này cho tình ngủ này. Ngư lôi tấn công. Hãy ăn ba tô cơm đi các tà tân. Á đồ của ngư lôi to dữ thần. Cẩn thận anh trai ơi. Thôi xong thì ra đây là lý do tập trước anh vỡ màn hình. Hy vọng nó còn xài được. Chứ nó mà hư thì lũ CKB đi lại ăn cắp rồi tạo ra cái mạnh hơn. Rớt mạnh vậy chắc hư luôn rồi. Đừng buồn nhé anh trai. Ơ kìa, vẫn còn xài được đúng là bền thật mà. May quá không lại hư trước TV quý giá của anh tôi. May quá, hỏng lại bị lão tiến sĩ cằn nhằn cho coi. Vậy là xong rồi nhé mọi người. Chiếc TV của anh tôi vẫn bình an vô sự. Đến lúc cho tụi nó biết mùi, ăn mọi trái đắng rồi anh trai ơi. Hãy trả giá đi lũ CKB đi. Hiện tại con át chủ bài của tụi bây đã chết. Hãy đầu hàng thì sẽ còn con đường làm bồn cầu cho tụi tao. Bằng không tụi bây sẽ không được sống yên ổn đâu. Việt Nam nói là làm. Trả chấp lũ CKB đi tụi bây. Giống loài CKB đi là cao quý, cớ sao lại chấp nhận làm nô lệ, bồn cầu cho tụi bây. Hôm nay tụi bây đã thắng, nhưng tụi tao vẫn còn Giman và Astro. Đừng bao giờ gãy sớm, tụi tao sẽ quay trở lại. Còn giờ thì chuẩn bị ăn mấy chục của ngư lôi của tao đi. Ăn được mấy chục của này rồi thì gãy cũng chưa muộn đâu. Ngư lôi tấn công. Ôi má ơi, ngư lôi nhiều quá, tụi bây tính thả bom xuống Nhật Bản để hồi sinh Godzilla hay gì? Chắc tụi này tính chôn sống các Titan ở đây rồi. Tuy nhiên tôi vẫn tin vào sức mạnh của các anh. Quét sạch ván cờ này cho chị các anh trai ơi. Chẳng cần nhân nhượng tụi nó làm gì cho mệt. Á chà, sức mạnh bá đạo ghê gớm. Giờ cả trăm của cũng chả sợ. Pháo hoa giữa ban ngày quá đẹp. Tuy nhiên, anh lại báo em rồi anh trai ơi. Mình đúng là xui tận mạng mà. Chẳng thể ngờ mà mình lại bỏ mạng ở đây. Cậu đúng là xui hết chỗ nói. Cả trăm của không chúng ai chúng cả mê giả man. Trên đó là cái gì thế? Á chà, lũ tụi bây đang bỏ trốn. Đúng là con rùa rụt cổ. Thiêu rụi căn cứ đi mọi người ơi. Chắc hẳn có điều gì đó rất kinh khủng. Trực thăng cứu viện đã đến. Chả hiểu sao hoàn cảnh này vẫn có người yêu đời một cách lạ thường. Chiếc thứ hai cuối cùng cũng đến. Ông này chắc mắc chứng tăng động mạnh. Các bác sĩ làm ơn hãy chữa trị cho những người đồng đội của tôi. Thiệt hại bây giờ đã quá nặng nề rồi. Lại thêm một chiếc hư sao. Đến khi nào tình trạng này mới chấm dứt đây? Ông kia làm gì ở đó vậy? Có phải nắng quá ấm đầu rồi không ra giúp các đồng đội? Cái kia là gì thế? Ở bên dưới có một lối thoát hiểm bí mật của kẻ thù. Chúng ta cần phục kích nhằm kéo dài thời gian cho các Titan. Cậu hiểu ý tôi chứ? Hay nắng quá ấm đầu không hiểu? Tôi hiểu, nhưng trước tiên cậu nên lo cho bản thân mình trước. Lên đây nhanh lên anh bạn ơi. Đang lên nè, hối hoài. Lũ này thật sự rất thông minh khi đã xây lên một lối thoát hiểm. Thì ra tụi bay cũng giống những con rùa khi chỉ biết trốn chạy. Lùi lại nhanh nào mọi người ơi. Chúng ta chuẩn bị đón chủ nhà đó. Chuẩn bị tập kích chúng nào. Con đầu tiên chuẩn bị đến đấy. Bắn nó ngay. Xin chào lũ ngu ngốc. Chúng ta chuẩn bị đến nơi ở mới đây. Tụi bay cứ tha hồ mà tàn phá nơi này. Vũ khí cũng không làm gì được nó ư. Bye bye, có khách quý chờ tụi mày ở sau đó. Khách quý đó là ai vậy? Không lẽ là Giman? Có điểm rồi anh em ơi. Thằng Giman vẫn chưa bị tiêu diệt.
Hế lô các tình yêu, Giman đẹp trai nhất vũ trụ đến đây, chuẩn bị nói lời chào tạm biệt nhé. Thật sự hôm nay quá đen đủi, trước khi chết tao muốn nhắn nhủ lại ông, đã xấu mà cứ ao tường, về soi gương lại đi lão già. Tao đẹp trai nhất vũ trụ nhé thằng kia, mày thấy trên đời này có ai mạnh và ngầu như tao không? Cứ chờ đi lão già, thế nào ông cũng sẽ bay màu theo tên tiến sĩ. Nhưng người bay màu sớm nhất chính là nhóc đó con ạ. Vĩnh biệt nhé mọi người. Thật buồn vì các Titan không ở đây, hắn ta mới bố láo đến như vậy. Rồi cũng có ngày của báo sẽ đến với ngươi. Ông đang chờ đây đám liên minh ngu ngốc và yếu đuối. Thật độc ác, bỏ bác sĩ ra tên kia. Ngươi sẽ trả giá vì tất cả những gì đã gây ra hôm nay. Ăn đạn đi đồ yếu đuối. Chỉ huy à, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt lắm, đúng là một trong những cận vệ trung thành nhất của ta. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Tụi bay đi trước đi, ta chuẩn rất nhanh nên không cần lo cho ta đâu. Ta có việc cần giải quyết với người đó. Hãy về chầu ông bà đi. Người sẽ gặp báo ứng. Mãi là một con rùa. Mình không ổn rồi. Thì ra các ngươi vẫn còn con ác chủ bài. Sức mạnh của Giman thật khủng bố. Hắn ta sẽ thực sự là cánh tay phải của ta nếu hắn ta chịu gật đầu trở về làm cấp dưới của ta. Ta cần đi thuyết phục con tốt này ngay. Không xong rồi, nếu tụi nó liên minh sẽ là một hiểm họa lớn. Tuy nhiên mình cũng không còn sức nữa rồi.